Kiều thi ca, ví như có người hoặc loài bằng xanh đến chỗ cây bồ đề, hoặc bên cạnh cây bồ đề thì không bị người chồng phải người làm tổn hại. Vì sao? Kiều thi ca, vì chư Phật ở quá khứ, vị tha hiện tại đều ngồi ở đó mà chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Chứng đắc bồ đề rồi mới đem ban bố cho các hữu tình, không hoảng hốt, không sợ sệt, không oán thù, không tổn hại, thân tâm được an vui, an lập vô lượng vô số hữu tình, làm cho họ được an trụ nơi diệu hạnh cao quý ở trời người, an lập vô lượng vô số hữu tình, làm cho họ trụ nơi ba thừa được diệu hạnh an vui, an lập vô lượng vô số hữu tình, làm cho họ hiện chứng đắc hoặc quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn.